Đây là những hình ảnh mà chúng tôi bắt gặp được trên đường Gò Dầu, Mã Lò, Tân Hương thuộc quận Bình Tân, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Những ngôi mộ này được xây cất ngay trên phần đất sinh sống của nhiều hộ dân, khiến người dân ở đây mất ăn mất ngủ vì sợ nguồn nước, không khí ô nhiễm do hải cốt phân hủy. Xung quanh khu vực này, mọi sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường. Các vật dụng như thùng chứa nước, xoong nồi để vương vãi, quần áo thì được phơi ngay bên cạnh các ngôi mộ. Theo phản ánh của người dân, các ngôi mộ này không chỉ của chính chủ hộ lập nên, xây bên cạnh nhà ở, mà còn do nhiều hộ hùn tiền mua đất mảnh đất trống rồi thuê người trông coi quản lý. Ông Trương Phú Sang hiện cư ngụ tại khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân là một ví dụ. Ngôi nhà của ông nằm sát các ngôi mộ, khoảng cách chưa đầy 20 mét. Theo ông, trước đây khi người dân vẫn phải dùng nước giếng, nơi đây được mệnh danh là khu dân cư ung thư, khi môi trường nước, không khí ô nhiễm nặng nề do sản xuất công nghiệp và sự xuất hiện của những ngôi mộ tự phát. Giờ đây dù đã có nước máy kéo về tận nhà, nhưng người dân vẫn chưa hết nỗi lo ô nhiễm. Dạ thì cái này cũng nhờ là chính quyền là sớm là có biện pháp để giải tỏa nghĩa trang này cho là đời sống cô bác ở đây không bị là ô nhiễm môi trường nhiều. Chứ cái người sống mà ở gần người chết cũng khó chịu cái vấn đề mà mạch nước ngầm đó. Mà từ ngày mà có gắn được cái nguồn nước của thủy cục đó, thì là thấy ở đây là về bệnh tật thì cũng đỡ, dân đi cũng đỡ. Nhưng mà giờ còn cái vấn đề là môi trường thôi, không có gì hết. Bà Nguyễn Thị Thuận, người được thuê trông coi khu mộ tập thể tại địa chỉ trên cho biết thêm, do vợ chồng bà không có đất cất nhà nên được những người thuê coi mộ cất cho ngôi nhà tạm để ở. Hàng ngày bà vẫn sinh hoạt ngay trên phần đất xây mộ, biết là ảnh hưởng sức khỏe nhưng không còn cách nào khác, trong khi con mắt của bà ngày một yếu dần. À, từ ngày hả mà ấy nước mông tên nó dẫn nước vô tới giờ thì thấy nó đỡ nhiều. Hả? Còn lúc xưa thì hả phèn thì nhiều. Thứ hai nữa thì nó cũng có cái ô nhiễm. Được biết theo quy định hài cốt phải được mai táng tại các nghĩa trang hoặc được hỏa táng tại các nhà hỏa táng với quy trình chặt chẽ nhằm đảm bảo vệ sinh, tránh làm ảnh hưởng sức khỏe người dân. Các quy định này đã bị bỏ qua, trong khi cấp chính quyền lại tỏ ra không cương quyết trong khâu xử lý.